Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Theo Dòng Lịch Sử. Thưa quý vị, kênh Theo Dòng Lịch Sử phát hành video mới vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Lịch sử hình thành các tên gọi của Hồ Tây. Từ xa xưa, Hồ Tây đã là danh thắng nổi tiếng của đất Thăng Long. Từ thời Lý Trần, các vua chúa đã lập quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ mát, giải trí như cung Thúy Hoa, đời nhà Lý, tức điện Hàm Nguyên, đời nhà Trần, nay là khu chùa Trấn Quốc. Cung Tử Hoa, đời nhà Lý, nay là khu chùa Kim Liên. Điện Thụy Trương, đời nhà Lê, nay là khu trường Chu Văn An. Ngày nay, Hồ Tây được rất nhiều du khách biết đến, không những là một danh thắng nổi tiếng mà xung quanh hồ còn quy tụ nhiều di tích lịch sử, nhiều khu du lịch vui chơi giải trí cùng với nhiều biệt thự sang trọng soi bóng xuống gương hồ xanh thơ mộng. Hồ Tây vốn là dòng sông cũ của sông Hồng do phủ Sa bồi đắp đẩy dòng chảy truyền dần về phía đông mà tạo thành Hồ Tây. Trên bản đồ Thăng Long thời Hồng Đức 1470 đến 1497 còn thấy ven Hồ Tây thông với sông Tô Lịch và sông này lại có một nhánh thông ra sông Hồng, một nhánh nối với sông Thiên Phù. Có thể do sự biến đổi của sông Hồ cộng với sự thay đổi văn hóa từng thời đại qua các thời kỳ lịch sử cũng như ý chí chủ quan của con người nên trong dân gian đã xuất hiện nhiều truyền thuyết về sự hình thành các tên gọi khác nhau của Hồ Tây. Đầm Xác Cáo. Đầm Xác Cáo có lẽ là tên gọi xưa nhất của Hồ Tây gắn với sự tích con hồ lấy tinh chín đuôi. Trong Lĩnh Nam Chính Quái do Vũ Quỳnh và Kiều Phú soạn vào năm 1492, ở đây tác giả kể, xưa ở vùng phía Tây Kinh Thành có hòn núi đá bên sông, dưới núi có hang động. Đó là nơi trú ngụ của con cáo chín đuôi sống hơn ngàn năm đã thành tinh. Nó gây bao tác hại cho dân lành, bắt con gái đàn bà đưa về hang hãm hiếp, ăn thịt. Lại hóa thành quỷ, trêu ghẹo người đang mắc bệnh sợ đến chết. Người trong khu vực phải bỏ nhà cửa, làng xóm ruộng nương mà lánh đi nơi khác. Lạc Long Quân biết chuyện, bèn tìm đến trừ họa cho dân. Cuộc chiến diễn ra gay go quyết liệt. Hồ Tinh dù lắm tài biến hóa song vẫn không thoát khỏi tay Long Quân. Nó bị giết, hiện nguyên hình con cáo khổng lồ chín đuôi. Long Quân giải thoát cho những người bị hồ linh tinh bắt, bắt giam dưới hang sâu, cho họ miếng đất cao gần đó để ở, lập thành làng Hồ Khẩu. Làng cáo ở Xuân Đình cũng do truyền thuyết này mà có. Sau đó, Lạc Long Quân dâng nước sông cái tràn vào phá tan xảo huyệt của con quái vật. Nước xoáy mạnh vào hang suốt mấy ngày mấy đêm. Bốn hòn núi đá trôi đi mất tăm, chỗ ấy tụt xuống thành chiếc đầm lớn gọi là đầm Xác Cáo. Nguyễn Huy Lượng trong Phụng Tây Hồ Phú có câu: trước Bạch Hồ nào ở đó làm hang, Long Vương Hồ nên vùng Đại Trạch, là để nói về truyền thuyết này. Một tài liệu khác lại ghi chép rằng Huyền Thiên Trấn Vũ cũng vì thương xót và nghe lời cầu khẩn của dân chúng đã diệt trừ con cáo chín đuôi. Sau khi con cáo bị tiêu diệt, một hồ nước đã được tạo ra, từ đó hồ có tên là Đầm Xác Cáo. Vị thánh sau này được thờ tại đền Quán Thánh ngay gần Hồ Tây. 2. Hồ Kim Ngưu. Hồ Kim Ngưu gắn liền với truyền thuyết con trâu vàng, song truyền thuyết này cũng được trong dân gian kể lại khác nhau. Truyền thuyết Hồ Trâu Vàng kể lại rằng thiền sư Nguyễn Minh Không được phong làm Lý Triều Quốc Sư, được vua phương Bắc mời sang chữa bệnh trọng cho hoàng tử. Chữa khỏi bệnh, vua phương Bắc hỏi muốn thưởng gì, Minh Không chỉ xin một túi đồng đen. Nhà vua đồng ý ngay. Không ngờ Minh Không tài cao, hóa phép thu hết đống đồng đen cho vào túi thần, rồi xách ra bờ biển Đông, thả nón tu lờ, làm thuyền bơi về nước. Khi về tới nước Nam, thiền sư Minh Không dâng đồng đen lên vua. Vua Lý sai đem đồng đen đúc thành quả chuông lớn, chuông đánh thử, tiếng vang xa bốn cõi, rồi sang tận phương Bắc. Con trâu vàng bên đó tưởng mẹ gọi chạy lồng sang tìm. Đồng đen là mẹ của vàng. Đường trâu chạy lún thành sông, đó là sông Kim Ngưu. Trâu chạy đến vùng phía tây Kinh Thành thì chuông tắt, nó lồng lộn dày xéo làm đất sụt xuống thành chiếc hồ lớn, sau gọi là Hồ Kim Ngưu, tức là Hồ Tây. Vua Lý phải cho ném chuông xuống hồ, trâu mới chịu yên. Tương truyền, nhà nào sinh đủ 10 con, 5 trai 5 gái thì kéo được trâu vàng chuông đồng lên. Có nhà kia được 9 con,
và một con nuôi là 10 bèn ra thông báo. Châu đã sắp nổi lên thì bà mẹ buột miệng nói: 9 con đẻ không khỏe bằng một con nuôi. Châu vàng biến mất. Vẫn còn ca dao về chuyện này như sau: 5 trai 5 gái là 10, 5 dâu 5 rể là đôi 10 tròn, hai bên phụ mẫu song toàn, rồi ra kéo được châu vàng hồ Tây. Con châu vàng và cái chuông đồng đen vẫn nằm đâu đó dưới lòng hồ, vì vẫn chưa có nhà nào đủ điều kiện nói trên. Ở làng Tây Hồ có di tích miếu thờ thần Kim Ngưu, châu vàng là thế. Câu chuyện khác thì kể rằng, ngày xưa ở núi Tiên Du có con châu vàng bị một pháp sư yểm bùa, vung dậy chạy, chạy mãi, qua mỗi nơi, bằng sức mạnh của mình, nó đều tạo ra các dấu tích. Cuối cùng nó chạy tới đầu sông Tô, gặp một hồ nước, nó lao xuống bơi lội thỏa thích, rồi ở luôn trong lòng như đứa con lưu lạc vừa tìm được mẹ. Từ đó hồ Tây có tên là hồ Kim Ngưu, và dân gian còn truyền tụng câu: châu vàng ẩn mãi giữa hồ, nước dù cạn vẫn mịt mù tăm hơi. Theo sách Chuyện Đức Lý Quốc Sư kể rằng, con châu vàng của nhà Tống được người cháu Cao Biền đem bút thần điểm nhãn châu, trở nên có cảm giác và hoạt động như châu thật. Khổng Lồ biết vậy nên khi về nước, đúc chuông xong, đánh một hồi rất dài và kêu. Châu nghe tiếng liền lồng sang đất Việt. Khi đến kinh đô Thăng Long thì tiếng chuông vừa dứt, Châu đi vẩn vơ không biết chuông đâu mà tìm cả. Bấy giờ, Cao Thị Na là cháu Cao Biền làm một con diều giấy rất lớn, dùng bút thân điểm nhãn, diều bay lên cao. Cao Thị cưỡi lên diều đi tìm châu vàng, liền bay đến hồ Tây. Châu vàng sợ quá, bèn lặn xuống hồ và không lên nữa. Từ đó, dân gian gọi là hồ Kim Ngưu. Lãng bạc. Theo Tây Hồ Chí thì sau khi dập tắt cuộc khởi nghĩa bi hùng của Hai Bà Trưng, tướng quân Mã Viện, tướng thứ ba của nhà Hán, đã gọi hồ Tây là Lãng Bạc, với ý nghĩa hồ đầy sóng vỗ. Tên gọi này thể hiện ý nghĩ rõ nhất vào những ngày giông bão, mặt hồ rộng, sóng nước nổi lên ầm ầm, tạo ra một cảnh hồ hùng tráng và nên thơ. Từ trên cao nhìn xuống, hồ Tây như một vành trăng khuyết, cái lưng cong kéo từ thôn Tây, làng Đào Nhật Tân đến tận gò mỏ Phượng đầu làng Thụy, ôm giữa vào lòng là những bán đảo Quảng Bá, Tây Hồ, Nghi Tàm nhô hẳn ra mặt nước cho ba bể sóng vỗ. Cảnh sắc ấy đã được Nguyễn Huy Lượng trong bài Phú tụng Tây Hồ với những câu như: sắc dờn nhuộm thức anh lam, ngỡ động bích nổi lên dòng lẻo lẻo, hình lượn lượn vốn vòng câu bạc, tưởng vầng ngân rơi xuống mảnh nhờ nhờ. Dâm Đàm. Tên gọi này cũng không biết chính xác được gọi trong thời gian nào, nhưng theo Trần Quốc Vượng thì Dâm Đàm có tên thật từ thời Lý Trần, với huyền tích Lý Nhân Tông ngồi thuyền Mục Thận xem đánh cá, gặp sương mù, có thuyền tới gần, trên có hồ, Mục Thận quăng lưới bắt hồ, hóa ra đó là Thái sư Lê Văn Thịnh, và ông cho rằng Dâm Đàm nghĩa là hồ mù sương. Câu chuyện về vụ Thái sư Lê Văn Thịnh mưu hại vua Lý Nhân Tông được sách sử ghi chép khác nhau. Vụ án Dâm Đàm này có câu chuyện hoang đường, đó chỉ có thể là một màn ngụy trang cho sự tranh giành quyết liệt trong nội bộ triều đình nhà Lý vào cuối thế kỷ thứ 11 và sự thất thế dẫn đến việc buộc phải ra đi của Thái sư Lê Văn Thịnh. Một vụ án đậm chất thần bí, hoang đường, ma thuật, phản ánh mâu thuẫn tôn giáo của thời đại. Về sự việc này, vua Tử Đức 1848-1883 có thơ vịnh như sau: Yên Ba cửa dĩ, ký Bình Tung, tư liệu quân vương giải cấu hùng, võng lý vô ngư hoàn hữu hồ, Tây Hồ hà loạn thiếu ngư long. Mục Thị làm nghề trải lưới đánh bắt cá ở hồ Dâm Đàm, nhờ có công cứu vua Lý Nhân Tông nên được phong làm đô úy và được ban đất quanh hồ làm thực ấp. Khi mất, ông được lập đền thờ ở làng Võng Thị, truy phong tướng Thái úy Duệ Lương Công. Đền Mục Lang hương lửa chẳng rời, tay lưới thép còn ghi công bắt hồ. Còn theo sách Hôn Sử Việt thì vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Hồ Kim Ngưu trở thành một địa điểm du ngoạn được nhà vua và các quan ưa thích. Nhiều lần trong các buổi du ngoại, nhà vua gặp sương mù bao phủ, cảnh tượng hồ trở nên huyền ảo, mộng mơ. Vì vậy, hồ đất đổi tên thành hồ Dâm Đàm, nghĩa là sương mù.
mịt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chảy yên thái mặt gương Tây Hồ. Với diện tích hơn 500 ha, Hồ Tây đúng là tấm gương lớn và cũng là lá phổi lớn của Thăng Long, Hà Nội. Tây Hồ, sử sách ghi rằng năm 1573, vua Lê Thế Tông lên ngôi tên Húy là Duy Đàm, kiêng Húy cấm không được gọi Hồ Xâm Đàm mà đổi gọi là Tây Hồ. Cái tên Tây Hồ có từ đó. Ngoài lý do trên, có lẽ việc đặt tên này nhằm sánh với phương Bắc, vì ở Trung Quốc cũng có Tây Hồ nổi tiếng ở Hàng Châu. Việc đặt tên các địa danh sông hồ của Việt Nam theo Trung Quốc là chuyện bình thường. Tây Hồ là cách đọc Hán Việt của Hồ Tây, và Hồ Tây đã trở thành cái tên gần gũi lâu dài, nên thơ nhất đối với người Hà Nội cũng như nhân dân cả nước. Đoài Hồ. Đến đời Tây Đô Vương Trịnh Tạc năm 1657, kiêng chữ Tây nên các địa danh nào có chữ Tây đều bị ông ra lệnh đổi thành Đoài, quẻ Đoài thuộc phương Tây, ý nghĩa như nhau, âm và chữ khác nhau. Như Sơn Tây gọi thành xứ Đoài, bởi vậy nên Tây Hồ được gọi là Đoài Hồ. Nhưng cái tên Đoài Hồ không được dùng lâu, sau đó đổi thành Diêm Hồ, Liêm Đàm. Nhưng người ta vẫn quen gọi là Hồ Tây hơn. Trải qua các triều đại trong lịch sử, chỉ có vua Tây Sơn Quang Trung là không kiêng Húy gì cả. Đảo Khê Xã Sử có kể một câu chuyện Lý Thư rằng, sau khi vua Quang Trung diệt xong quân Thanh, thống nhất đất nước, có lưu lại một thời gian để ổn định Bắc Hà. Một hôm, nhà vua ngự thuyền chơi Hồ Tây, có một văn thần họ Đỗ vốn là tiến sĩ nhà Lê đi theo hầu muốn lấy lòng vua mới đã tâu xin đổi tên Hồ. Vua Quang Trung ngạc nhiên. Tên Hồ xa xưa, sao lại phải đổi? Tâu bệ hạ, hạ thần thấy tên Hồ trùng với tên Quý Hương, quê vua. Nhà vua cười to mà phán rằng, Tây Hồ là danh thắng của Thăng Long. Người Thăng Long bao đời vẫn yêu quý Tây Hồ, lưu luyến Tây Hồ. Lẽ nào nay vì bẩm mà phải đổi tên hồ quen thuộc? Và chẳng trẫm từ Tây Sơn đến với nhân sĩ hiện tại Bắc Hà chẳng tốt lắm du. Khách Tây Sơn, cảnh Tây Hồ, đó là duyên tao ngộ. Cùng nhau còn nhiều gắn bó, hẹn hò. Cảnh chẳng phụ người, làm sao người lại phụ cảnh? Nhà ngươi muốn chấm là một việc vô nghĩa với dân Bắc Hà sao? Nghe xong, tất thảy vua quan đều vui vẻ, quả là ý nghĩ của trí nhớ thiên hạ. Hồ Tây đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử với nhiều tên gọi khác nhau, mỗi tên gọi lại hình thành nhiều truyền thuyết khác nhau được dân gian truyền lại. Điều đó đã tạo nên sự phong phú và đa dạng cho kho tàng lịch sử, truyền thuyết của Thăng Long, Hà Nội nói chung và của Việt Nam nói riêng. Bây giờ, Hồ Tây là nơi du ngoạn nghỉ ngơi của toàn dân. Mọi người rất thích tới đây chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên và ngẫm nghĩ, cảm nhận từng sóng gợn mặt hồ đến những tiếng chuông văng vẳng từ một ngôi chùa nào đó hay ngắm nhìn màu trời sắc nước. Những cảnh thiên nhiên tĩnh lặng của Hồ Tây đã đi vào lòng người Hà Nội, làm phong phú tâm hồn bao thế hệ đã từng sống ở đất Thăng Long này. Kính thưa quý vị và các bạn, để không bỏ lỡ những video mới được phát hành hàng ngày trên kênh Theo Dòng Lịch Sử, quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo về video mới được phát hành. Xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.